Đúng 7 giờ ngày 23 tháng 5, tại hội trường Bộ Quốc phòng, cử tri khu vực bỏ phiếu số 11, phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, dự lễ khai mạc và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phạm Văn Trà, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Đại tướng Đỗ Bá Tị, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã đến tham gia bỏ phiếu. Ngay sau lễ khai mạc, Bộ trưởng Phan Văn Giang đã bỏ lá phiếu đầu tiên vào hòm phiếu. Chỉ sau hơn 2 giờ khai mạc và tiến hành bỏ phiếu, 100% cử tri tại khu vực bầu cử số 11 đã hoàn thành nhiệm vụ bầu cử. Cũng trong sáng nay, tại hội trường Tổng cục Chính trị, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, dự buổi khai mạc và tham gia bỏ phiếu tại khu vực bầu cử số 5, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Tại đây, các cử tri được bầu 3 trên 5 đại biểu Quốc hội, 3 trên 5 đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội và 4 trên 7 đại biểu Hội đồng Nhân dân quận Hoàn Kiếm có tên trong danh sách ứng cử. Sau khi nghe phổ biến nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu, kiểm tra, niêm phong hòm phiếu, Đại tướng Lương Cường và các đồng chí Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, đại diện các cơ quan đơn vị và cử tri tại khu vực bỏ phiếu số 5 đã phấn khởi tham gia bỏ phiếu để lựa chọn bầu những người tiêu biểu xứng đáng là đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Với tinh thần phấn khởi, lạc quan, tin tưởng, sáng ngày 23 tháng 5, cùng với cử tri cả nước, cử tri là quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng của Tổng cục Kỹ thuật đã hăng hái đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Tuy có số lượng cử tri rất lớn, tham gia bầu cử tại 82 khu vực bỏ phiếu thuộc 22 tỉnh, thành phố, song đến đầu giờ chiều cùng ngày, 100% cử tri của Tổng cục Kỹ thuật đã đi bầu cử xong. Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử nghiêm túc, chặt chẽ, đến nay 100% quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng, người lao động trong toàn tổng cục đã thực hiện đầy đủ quyền công dân, bảo đảm an toàn tuyệt đối, đúng luật định. Hòa chung không khí của ngày hội lớn, hơn 750 cử tri tại khu vực bỏ phiếu số 13, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội đã tiến hành bầu cử. Sau khi nghe phổ biến quy định, các cử tri đã căn cứ vào tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp được bầu ở đơn vị bầu cử để lựa chọn bầu những người tiêu biểu xứng đáng vào Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hôm nay tôi rất vui được đi bầu cử. Tôi muốn thông qua lá phiếu của mình để bầu ra các đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền lợi của nhân dân. Tôi mong rằng các đại biểu sẽ mang đức tài của mình để cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong cuộc bầu cử lần này, các cơ quan, đơn vị quân khu 1 đã tổ chức 27 khu vực bỏ phiếu riêng với hơn 19.000 cử tri tham gia bầu cử. 138 bộ phận lẻ tham gia bầu cử tại địa phương nơi đóng quân với gần 6.000 cử tri. Trước đó, các cơ quan đơn vị đã tập trung làm tốt công tác chuẩn bị, đặc biệt là đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa chính trị của cuộc bầu cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri, các quy định của luật bầu cử, xây dựng trách nhiệm và quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ cho cán bộ chiến sĩ. Tham gia bỏ phiếu cùng nhân dân địa phương trong hôm nay, lực lượng vũ trang quân khu 2 có 207 điểm bầu cử với gần 7.000 cử tri gồm cán bộ, chiến sĩ công tác ở Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thành thị, các đoàn kinh tế quốc phòng, cụm điệp báo, các tổ trạm thông tin. Các cơ quan đơn vị trong lực lượng vũ trang quân khu 2 đều đã triển khai, quán triệt thực hiện nghiêm túc các quy định và hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, thể hiện tin tưởng, kỳ vọng các đại biểu dân cử sẽ đem hết khả năng và trách nhiệm của mình để phục vụ đất nước, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Cũng trong sáng nay, gần 300 cán bộ chiến sĩ của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 Quân khu 4 được phân công tham gia bỏ phiếu tại 6 điểm bầu cử của 5 xã trong vùng dự án Khu Kinh tế Quốc phòng Khe Xanh, Quảng Trị. Vừa thực hiện quyền công dân, những người lính đoàn 337 vừa phối hợp bảo vệ và tích cực hướng dẫn, giúp đỡ cử tri đồng bào Paco Vân Kiều hoàn thành tốt nghĩa vụ công dân đối với Tổ quốc. Còn trên toàn tuyến biên giới biển đảo của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, cử tri là cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã đồng loạt đi bầu cử tại 14 tổ bầu cử chung với địa phương, gồm cơ quan Bộ Chỉ huy, 8 đồn biên phòng, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu Cảng Bà Rịa Vũng Tàu và Hải đội Biên phòng 2.
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh vẫn duy trì các hoạt động tuần tra, canh gác trên tuyến biên giới biển đảo và có kế hoạch phân công tổ tuần tra luân phiên để 100% cán bộ chiến sĩ tham gia bầu cử. Thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, mưa dông từ sáng sớm gây khó khăn cho công tác bầu cử của cử tri thành phố đảo ở 93 khu vực bỏ phiếu. Do có sự chuẩn bị kỹ càng nghiêm túc nên công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 vẫn diễn ra nhanh chóng, an toàn. Còn tại thị trấn Trường Sa, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, lần đầu tiên quân và dân nơi đây được thực hiện nghĩa vụ công dân bằng thời điểm với cử tri cả nước. Công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn đã được thực hiện trong hơn một tháng vừa qua. Các cử tri thị trấn Trường Sa sẽ bầu ra 10 đại biểu Quốc hội và 52 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh. Vinh dự tự hào hơn nữa là tôi được bầu ở đảo Trường Sa, nơi tuyến đầu của Tổ quốc. Tôi tin tưởng rằng tôi cùng các đồng đội sẽ lựa chọn ra những người có đức, có tài, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cán bộ chiến sĩ, góp phần xây dựng vào thế trận quốc phòng toàn dân ngày càng vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo tổ của Tổ quốc. Tại mỗi điểm khu vực bỏ phiếu, công tác phòng chống dịch COVID-19 được thực hiện nghiêm ngặt. Quá trình bầu cử luôn bảo đảm giãn cách 2 mét một người, 100% cử tri đi bầu đeo khẩu trang trước khi vào phòng bầu cử đều được đo thân nhiệt và sát khuẩn. Đây là nỗ lực không nhỏ của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, lãnh đạo chỉ huy các cấp nhằm đảm bảo cử tri tham gia bỏ phiếu tuyệt đối an toàn. Tại các khu cách ly tập trung, các cán bộ chiến sĩ quân đội vừa thực hiện quyền công dân, vừa phối hợp với tổ bầu cử địa phương, cử lực lượng trang bị bảo hộ, mang theo hòm phiếu phụ được khử khuẩn, hướng dẫn công dân bỏ phiếu và kiểm phiếu gói gọn trong khu cách ly, báo cáo kết quả về tổ bầu cử địa phương. Chúng tôi đã bố trí các khu vực vị trí, thứ nhất là phối hợp y tế để tổ chức là đo thân nhiệt, phát khẩu trang, đeo găng tay cho công dân tham gia bầu cử. Còn đối với cán bộ chúng tôi thì mang mặc bảo hộ cùng với các vật chất và bảo đảm cho sự an toàn. Hiện nay trong toàn quân thì có 79 cái điểm phục vụ cách ly, thì quân đội đã tổ chức 7 điểm để trực tiếp phục vụ cho các cái cử tri ở các khu vực cách ly thực hiện quyền bầu cử của mình, và phối hợp với địa phương để tổ chức 72 khu vực bầu cử phục vụ các cái cử tri ở các cái khu vực cách ly này. Nhiều lực lượng cơ động thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu đã tổ chức bầu cử lưu động, đảm bảo 100% cán bộ chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ công dân. Tại trận địa của Quân chủng Phòng không Không quân, các phi công trực thăng của Trung đoàn 917, Sư đoàn Không quân 370 và Trung đoàn Pháo phòng không 230, Sư đoàn Phòng không 367 đã thực hiện bầu cử ngay trên trận địa bằng các hòm phiếu phụ để vừa đảm bảo quyền công dân, đồng thời sẵn sàng bảo vệ vững chắc bầu trời thành phố mang tên Bác. Ngay từ đầu, chúng tôi đã có cái công tác quán triệt chặt chẽ cho bộ đội về công tác sẵn sàng chiến đấu, bám nắm vị trí, sẵn sàng xử lý các cái phương án chiến đấu, để không để bị động bất ngờ và lỡ thời cơ, sẵn sàng thực hiện tốt các cái nhiệm vụ được giao. Như vậy là trong sáng nay, 100% cử tri là cán bộ chiến sĩ toàn quân đã hoàn thành nghĩa vụ và trách nhiệm công dân. Kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 này, toàn quân có 33 đồng chí ứng cử đại biểu Quốc hội, 1.108 đồng chí giới thiệu ứng cử Hội đồng Nhân dân các cấp. Trong đó, Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh là 99 đồng chí, Hội đồng Nhân dân cấp huyện là 781 đồng chí, Hội đồng Nhân dân cấp xã là 228 đồng chí. Quân đội thành lập 902 tổ bầu cử riêng. Một số đơn vị quân đội làm nhiệm vụ trên hướng biển đảo, biên giới, cơ động sẵn sàng chiến đấu bảo vệ bầu cử và các trường hợp đặc biệt được bầu cử sớm theo quyết định của Hội đồng Bầu cử Quốc gia.